Nghĩa là tất cả mọi thứ của nó khi mà nó đã có thì nó đều tốt nhá, nhưng mà nó lại cứ thiếu thiếu một cái gì đấy. Thế mới lạ chứ. Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời, đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video phân tích giá điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào nội dung chính của video này thì các bạn cho mình hỏi một câu nhé. Đó là đố các bạn biết chiếc điện thoại cũ nào là cái chiếc điện thoại mà có thể coi là giữ giá nhất trong thời gian vừa rồi ạ. Các bạn có thể để lại comment nhé. Mình cho các bạn 3 giây suy nghĩ nhé. 3, 2, 1, hết giờ. Đấy, đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là đã bao giờ các bạn thấy những cái tình huống như kiểu là có một chiếc điện thoại mà so sánh một chiếc điện thoại A so sánh một chiếc điện thoại B, cái gì nó cũng thua kém nhưng mà cuối cùng nó luôn luôn bán chạy hơn hay không ạ? Đấy, thế mới là điều lạ chứ. Thế vậy chiếc điện thoại đó là gì? Đúng, các bạn biết nè, đây chính là iPhone 10R. Đấy, cái điểm đầu tiên mình sẽ phân tích là tại sao iPhone 10R nó lại giữ giá như vậy. Và cái điểm thứ hai mình sẽ phân tích là thế nên nếu mà so với các đối thủ của nó thì tại sao có những điểm nó thua kém rất là nhiều nhưng mà nó vẫn bán chạy như thế. Rồi, thì chúng ta sẽ phân tích trước về cái vấn đề đó là iPhone 10R ở cái thời điểm này đi. Mình đang phân tích trước cái vấn đề đó, iPhone 10R tại thời điểm này thì liệu cái giá trị sử dụng của nó như thế nào, nó có còn đáng mua hay không, những cái điểm mà nó đã lỗi thời là gì rồi. Đấy, thế đầu tiên là về phần thiết kế thì mình thấy là lỗi thời ở cái chỗ là viền của nó hơi dày. Đấy là cái lỗi thời. Chứ còn về cái cảm giác cầm nắm thì rất tốt nhá. Cảm giác cầm nắm ở trên iPhone 10R nó giống hệt so với iPhone 11, không có điểm gì khác biệt cả đâu. Cảm giác cầm nắm thì rất là tốt, không bị cấn tay một tí nào cả, nhưng mỗi tội là viền hơi dày. Và cái form thiết kế thì form thiết kế tay thỏ thì thực ra là iPhone bây giờ vẫn sử dụng tay thỏ, nên tay thỏ thì không phải là lỗi thời, nhưng mà thiết kế một camera phía sau thì là cũng tương đối là lỗi thời rồi. Đấy, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái phần màn hình của nó. Thì bây giờ nếu mà so với cả các sản phẩm iPhone ấy thì màn hình này là một cái màn hình lỗi thời rồi đấy. Bởi vì sao? Bởi vì iPhone bây giờ toàn sử dụng màn hình AMOLED hết chứ không còn sử dụng màn hình IPS nữa. Đấy, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải chú ý rằng đó là cái màn hình IPS của cái sản phẩm này ấy, thì chất lượng của nó tốt hơn là những cái IPS giá rẻ khác mà các bạn biết đấy nhá. Chứ còn nhiều khi chúng ta cứ nói là iPhone 10R màn hình HD cộng nhưng thực ra nó không phải đâu. HD cộng thì ví dụ như nó là tầm khoảng 720p ấy, nhưng mà cái iPhone 10R này thì nó là 828p cơ. Cái độ mật độ màn ảnh nó cao hơn nhiều so với những màn hình HD cộng và 720p. HD cộng 720p thì thường mật độ màn ảnh nó sẽ rơi khoảng 260 đến 270 ppi, 270 ppi đấy. Còn iPhone 10R thì nó là 326 ppi cơ. Màn hình của nó độ sáng cao hơn, nó tầm khoảng 625 nit thay vì tầm khoảng 400 đến 450 nit giống như là những màn hình giá rẻ khác. Nên là về cơ bản thì chúng ta cũng khó có thể để nói là cái màn hình của iPhone 10R là màn hình xấu được, đúng không ạ? Thế tuy nhiên là nếu mà so với cả màn hình AMOLED thì rõ ràng là iPhone 10R sẽ có một cái màn hình nó không thể bằng được rồi. Đấy. Và bây giờ thì với cái tầm giá như thế này thì hầu hết các cái điện thoại Android nó đều đã có màn hình AMOLED rồi, với cái tầm giá khoảng hơn 8 triệu bây giờ tại ClickBuy. Các bạn có thể nhìn thấy là cái mức giá như thế này là một cái mức giá mà nó rất là giữ giá. Rất lâu rồi iPhone 10R hàng cũ vẫn loanh quanh tầm khoảng trên 8 triệu như này. Và đến bây giờ nó vẫn như vậy. Đấy, nó vẫn cứ như thế. Tiếp tục nữa chúng ta sẽ phân tích về phần hiệu năng thì sao. Hiệu năng của iPhone 10R thì về cơ bản là mình thấy là hiệu năng của nó vẫn đủ tốt ở thời hiện tại. Tuy nhiên cái vấn đề của nó là gì? Đấy là cái bộ nhớ trong tối thiểu của nó chỉ là 64GB thôi. Vậy nên là nếu mà bạn nào mà sử dụng theo kiểu là quay video nhiều này, mà thực ra cũng chẳng cần phải quá nhiều đâu, quay video tương đối thôi, thế xong rồi lưu trữ phim phía các thứ nữa thì nó sẽ rất là nhanh đầy bộ nhớ. Camera của iPhone 10R nó cũng vẫn là một cái camera tốt chứ không phải là camera tệ, nhưng mỗi tội là nó không có những cái camera bổ trợ khác như là tele hay là góc rộng để khiến cho cái camera này nó đa dụng hơn. Đấy, thì cái camera này mình thấy là tương đối là không đa dụng mấy. Pin thì ở mức độ đủ dùng, sạc cũng ở mức độ vừa phải. Sạc của nó gọi là có sạc nhanh nhưng mà chắc chắn là so với Oppo với Realme thì không thể bằng được rồi. Đấy, còn loa ngoài là loa kép thì ok, kháng nước kháng bụi cũng ổn, thương hiệu tốt, rất giữ giá luôn. Đây có thể gọi là một sổ vô cùng giữ giá luôn, giữ giá quá, trong khoảng một năm trở lại đây giá gần như không thay đổi, sợ thật luôn. Còn cái yếu tố khác nữa, còn cái gì nữa không nhỉ? Thương hiệu thì chắc chắn là thương hiệu tốt này, mua đi bán lại dễ dàng, sửa chữa dễ dàng, rất nhiều linh kiện đi kèm, phụ kiện thứ đi kèm là vô vàn luôn. Mình thì thấy là mọi thứ của iPhone 10R nó đều ở mức độ ổn, nhưng mà nó cứ cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đấy. Màn hình thì hơi thiếu thiếu là AMOLED, camera thì kể mà có thêm một vài camera nữa thì tốt, bởi vì là như là tất cả mọi thứ của nó khi mà nó đã có thì nó đều tốt nhá, nhưng mà nó lại cứ thiếu thiếu một cái gì đấy. Thế mới lạ chứ. Các bạn hình dung được không ạ? Đấy, nên là kể mà có như thế hơn thì iPhone 10R nó sẽ hoàn hảo hơn. Còn bây giờ ấy, thì chúng ta sẽ so sánh chính cái iPhone 10R này so với cả những đối thủ ở trong cái tầm giá này của nó.
Ví dụ như là so với cùng đẳng cấp đi thì nó sẽ cùng đẳng cấp với Samsung, đúng không ạ? Thì Samsung bây giờ mình có tham khảo là Samsung Galaxy Note 10 Mỹ phiên bản 256GB nhé, đang được bán tại Clickbuy là khoảng trên dưới 8 triệu đồng, chính ra là 7.990.000 đồng đấy, giá các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Thế thì Note 10 mình thấy là hơn iPhone 10R ở chỗ là nó hơn về thiết kế là cái chắc rồi này, nó cũng hơn về màn hình này. Hiệu năng thì các bạn mua chip 855 là cũng là nó khá là mạnh, nhưng mà đây là bản Mỹ mà. Nhưng mà cái bộ nhớ trong đây này, đây là cái mà mình thấy nó hơn hẳn iPhone 10R này. Đấy là 256GB, nếu xét trên cùng tầm giá nó gấp 4 lần luôn ấy. Camera của nó cũng sẽ đa dụng hơn, đúng không ạ? Pin thì Note 10 không bằng iPhone 10R đâu, về mặt tối ưu là không bằng đâu nhé. Còn về các yếu tố khác thì Note 10 là có cây bút này đấy, rồi là có công nghệ âm thanh Dolby Atmos các thứ nữa, vân. Đấy, chính ra là mình thấy là cái Note 10 này là có phần nhỉnh hơn iPhone 10R đấy, và giá lại còn rẻ hơn nữa đấy. Nhưng mà rõ ràng là người ta vẫn cứ lựa chọn iPhone 10R chắc chắn là nhiều hơn là Galaxy Note 10. Còn thậm chí là với cái tầm giá của iPhone 10R bây giờ nó ngang với cả giá của một chiếc điện thoại Realme GT Neo 2, đúng không ạ? GT Neo 2 rõ ràng rồi, thiết kế là mình đánh giá là trẻ trung hơn, mới mẻ hơn so với iPhone 10R. Màn hình AMOLED 120Hz chắc chắn cũng là ngon hơn iPhone 10R rồi. Hiệu năng thì là chip 870 cũng nhỉnh hơn iPhone 10R. Rồi là bộ nhớ trong tối thiểu nó là 128GB rồi. Camera thì nó cũng đa dụng hơn iPhone 10R. Pin nó 5000mAh cũng trâu hơn này. Rồi sạc 65W của nó rất là nhanh luôn, nó cũng có lo ngại là kép. Đấy vân vân. Thì chính ra là mình thấy là cái GT Neo 2 là một cái sở nhỉnh hơn iPhone 10R đấy. Đấy là con chưa kể nó còn có cả 5G nữa. Thế thì vấn đề ở đây là iPhone 10R mình nghĩ là một cái sở mà người dùng rất quan tâm tới, bởi vì đơn giản là nó là iPhone thôi, và cũng giống như vừa rồi ấy, cái việc mua đi bán lại dễ dàng rồi là nó bền bỉ, thì đấy là cái yếu tố mà mình nghĩ là nhiều người ta quan tâm, đúng không ạ? Ví dụ như là cái Note 10 thì có thể là người ta lăn tăn là nếu mà hỏng hóc thì sửa chữa của nó sẽ rất là đắt, chắc chắn cái màn hình của Note 10 nó sẽ đắt hơn nhiều so với màn hình iPhone 10R. Hay là đơn giản Realme GT Neo 2 ngon đấy, nhưng vấn đề của nó gặp phải đấy là nó lại là điện thoại Trung Quốc đấy, nhiều người khi người ta lại ác cảm với Trung Quốc cơ, đúng không ạ? Mình nghĩ là 10 người ở Việt Nam thì chẳng phải có, thôi gọi là cũng phải có phân nửa là không thích người Trung Quốc. Đấy, vậy nên là cái Realme GT Neo 2 có thể là nó sẽ không được lòng như kiểu iPhone 10R, kiểu như thế. Và đó chính là lý do tại sao đến tận bây giờ cái iPhone 10R nó vẫn giữ giá như vậy. Và đấy là cái video mình phân tích. Đúng thật, không phải là sản phẩm mà cứ bán chạy là phải vượt trội so với những sản phẩm khác. Đôi khi nó chỉ như thế thôi, không bao giờ phải so về cấu hình mà nó vẫn cứ bán chạy. Ok, các bạn cảm thấy sao có thể để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.